Đây chính là một trong những màn ảo thuật về điện thoại hay nhất hiện nay, giúp anh em có thể lấy lòng crush hoặc là đơn giản là gây cảm tình với mọi người xung quanh của chúng ta. Cực kỳ dễ làm, dễ thực hiện và chỉ cần một chiếc iPhone ở trên tay là mọi người có thể làm được cái màn ảo thuật này rồi. Và ngay bây giờ hãy cùng đi với Trung KP để cùng khám phá và tìm hiểu chi tiết cái cách làm và cái cách thực hiện của màn ảo thuật này nhé. Để thực hiện được cái màn ảo thuật này thì đầu tiên mọi người cần phải có trên tay của mình, đó chính là đương nhiên rồi, một chiếc iPhone. Khi mà mọi người đã có một chiếc điện thoại iPhone ở trên tay rồi thì ngay bây giờ mọi người sẽ làm theo những cái gì mà ngay bây giờ mình hướng dẫn cho tất cả mọi người nhé. Đầu tiên mọi người sẽ kéo xuống này và ấn vào cái phần mục máy tính. Rồi, sau đó mọi người sẽ chụp lại cái màn hình giúp Trung nhé. Mọi người lưu ý là mọi người phải ấn xóa trở về cái số 0 như ban đầu này. Sau đó mọi người sẽ chụp lại cái giao diện màn hình như này. Đó, chụp màn hình lại. Sau đó mọi người sẽ vào thư viện ảnh và mở lên. Thì đây chính là cái bức ảnh mà vừa nãy mọi người chụp màn hình đây đúng không? Và bây giờ mọi người sẽ vào phần chỉnh sửa nhé. Chỉnh sửa này. Và ấn vào cái nút ở góc này. Đây là cái hình, cái bút ấy mọi người ạ. Ấn vào. Khi mà nó hiện ra giao diện này rồi thì mọi người sẽ ấn vào cái phần này. Đây là cái phần chỉnh màu. Ấn vào. Ví dụ mọi người đang để màu trắng thì mọi người sẽ chuyển sang màu đen giúp Trung nhé. Còn ví dụ mọi người đang để màu đen rồi thì ok, mọi người ấn xong. Rồi, bước tiếp theo mọi người sẽ ấn vào cái bút ở ngay phần đầu này. Đó, đây chính là cái cây bút màu đen này. Mọi người sẽ xóa giúp Trung cái số 0 này đi nhá. Mọi người xóa mất luôn mọi người nhá. Xóa thật là sạch vào giúp Trung này. Đây, Trung sẽ làm mẫu cho mọi người xem nhé. Và sau khi mọi người đã xóa xong, mọi người ấn nút xong và lưu cái bức ảnh này lại. Đây chính là cái bức ảnh mà chúng ta đã chỉnh sửa xong. Còn nếu như là bức ảnh ban đầu thì nó là cái ảnh này đúng không? Ảnh gốc đây đúng không? Còn đây chính là ảnh mọi người đã sửa xong rồi. Kế tiếp với cái bức ảnh mà vừa mọi người đã xóa xong thì Trung muốn mọi người hãy viết những cái con số hoặc là những cái chữ mà mọi người muốn lên trên này. Ví dụ như là Trung thì Trung để lúc ban đầu là Trung để là I love you như này đúng không? Thì ví dụ mọi người muốn viết cái chữ gì của mọi người lên thì mọi người viết thôi. Thì bình thường Trung viết thì Trung ném cái bức ảnh này vào cái app PicArt ấy. Đó, đây, mọi người ném nó vào, nhập nó vào. Rồi sau đó ấn vào cái phần chữ này và gõ những cái chữ mà mọi người muốn làm xuất hiện ra ấy. Ví dụ như ở đây I này, lớp này, you này. Rồi sau đó mọi người ấn lưu và mọi người căn sao để làm sao cho nó đẹp nhất là được. Đấy, đó, mọi người căn, mọi người để sao cho như nào mọi người thích là được nhá. Sau đó mọi người ấn lưu, lưu lại. Sau khi mọi người lưu bức ảnh xong, mọi người sẽ thoát ra nhá. Và mọi người sẽ ấn vào một cái mục, đó là mục cài đặt. Đây cũng là một cái phần vô cùng quan trọng nhá, mọi người không được bỏ qua đâu. Đây, mọi người sẽ kéo xuống này và mọi người sẽ tìm cái phần trợ năng, ấn vào. Rồi, kế tiếp là mọi người sẽ kéo xuống và mọi người tìm chữ chuyển động. Đây rồi, chữ chuyển động thôi nhá. Ấn vào chuyển động và mọi người sẽ tích vào cái phần giảm chuyển động ở đây. Đấy, ví dụ mọi người chưa tích thì mọi người tích vào giúp Trung nhá. Rồi, sau đó mọi người thoát ra. Và bước cuối cùng đơn giản, mọi người chỉ ấn vào phần thư viện ảnh và ấn vào cái bức ảnh mà mọi người đã cài đặt sẵn từ trước. Đây, cái này bức ảnh vừa nãy mọi người cùng Trung đi chỉnh sửa ấy, đúng không? Kế tiếp, mọi người sẽ kéo cái phần góc màn hình xuống này. Kéo xuống này thì nó sẽ hiện ra giao diện đây đúng không? Và mọi người ấn vào cái phần máy tính một lần nữa. Ok, bây giờ nó sẽ hiện ra cái phần máy tính rồi. Bước cuối cùng là mọi người sẽ nhập những cái con số mà mọi người muốn vào đây nhá. Số bao nhiêu cũng được, bao nhiêu số cũng được nhá. Và bây giờ này, ở trên phần góc màn hình của chúng ta nó sẽ có cái chữ ảnh này này. Đấy, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta ấy là phải làm nào để ấn, để chạm được cái ngón tay vào cái chữ ảnh ở góc màn hình này này, để nó chuyển từ cái mục máy tính này nó chuyển sang cái mục thư viện ấy. Mọi người sẽ để tay như này giống Trung này. Rồi, sau đó này, mọi người sẽ lắc tay nhá. Lắc như kiểu lúc Trung diễn ấy. Trung diễn là Trung sẽ lắc cái tay này. Sau đó gián tiếp Trung sẽ chạm cái ngón giữa của mình vào cái phần góc màn hình ở đây, để chạm vào cái chữ ảnh ấy. Thì ngay lập tức này, khi mà mọi người chạm vào này, đó thì nó sẽ chuyển trở về cái bức ảnh mà chúng ta đã chỉnh sửa từ ban đầu. Nếu mà chúng ta lắc ấy thì nó sẽ biến đổi nhanh và khán giả sẽ không biết đâu. Sau khi mà mọi người lắc xong thì mọi người không được cho khán giả chạm vào màn hình nhá. Sau khi diễn xong là chúng ta tắt màn hình và cất điện thoại đi luôn. Và bây giờ Trung sẽ làm như diễn cho mọi người xem nhá. Ấn vào phần máy tính này, rồi gõ bất kỳ con số nào mà chúng ta muốn này, ok chưa? Và sau đó này, lắc này, lắc này, đồng thời là chạm vào cái nút ảnh thì nó sẽ biến thành chữ I love you. Mong là bạn sẽ cưa đổ được crush. Nếu mà bạn đã có thể là làm cho bạn ấy quý mến bạn hơn, hoặc là đơn giản là làm cho bạn ấy có thêm cảm tình với bạn, thì có thể comment ở phía dưới phần video này để cho mình biết nhá, để ăn mừng cùng với nhau nhá. Và nếu như mà mọi người muốn xem thêm nhiều màn ảo thuật của mình thì mọi người có thể là follow mình qua các nền tảng như Instagram hay là Facebook, hoặc là đơn giản đăng ký ngay cái kênh YouTube này của mình. Và cuối cùng, mình là Trung KP, một ảo thuật gia chuyên nghiệp. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần tới trên channel của mình nhá.